Cô chú anh chị ơi, thời gian vừa qua thì Uyên chỉ giới thiệu đến cô chú anh chị những cái biệt thự, những cái ngôi nhà phố hoặc là những ngôi nhà vườn. Thì ngày hôm nay Uyên sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị mình một căn lâu đài như thế này. Đó, rất đẹp luôn đúng không cô chú anh chị? Thiết kế theo cái phong cách là châu Âu hoàng gia. Đó, rất là đồ sộ như thế này. Nằm tại ngay vị trí trung tâm của thành phố Biên Hòa. Đó, có cái mức đầu tư dành cho cái căn lâu đài này trên dưới 15 tỷ của chú chị nhé, để hoàn thiện một cái căn như thế này. Và hôm nay thì cô chú chị sẽ có một cái mức giá rất là tốt. Đó, đây sẽ là cái trục đường chính ở trước nhà của mình nè. Đó, rộng rãi, cái này thì hai xe hơi tránh nhau thoải mái ha, xe tải đi thoải mái luôn. Rồi, từ vị trí này mình đi theo hướng tây của Uyên đi lên khoảng chừng tầm 70 mét nữa thôi là mình sẽ kết nối đến trục đường Đồng Khởi, là một trong những cái trục đường chính của thành phố Biên Hòa của chính trị mình ha. Khu này thì dân cư ở kín hết rồi. Đó, chiều ngang là 8,5 m, chiều dài sẽ là 28 m và nở hậu ra 10 m. Thì bây giờ mời cô chú anh chị cùng Uyên tiến vào phía trong để có thể là khám phá cái lâu đài này của chú anh chị ha. Bên trên thì mình sẽ có là 6 tầng nổi và một phần tung ha. Đó, còn ở dưới thì mình sẽ có một cái hầm. Đây. Đó, đây. Một cái hầm cũng khá là rộng như thế này, để được khoảng chừng tầm 4 đến 5 chiếc xe hơi, còn xe máy thì để thoải mái ha. Một cái hầm rất là cao luôn, xây cao và xây rất kiên cố. Thường thì đi những cái nhà hàng hoặc là những cái căn chung cư á, thì thường là nó sẽ có những cái cột ở phía giữa của căn nhà, nhưng mà cái này anh chủ chia sẻ với Uyên á, là tức là phải tốn thêm chi phí để loại bỏ những cái cột này và đẩy cái chất lượng vô những cái phần đà bên trên này để có thể là chịu lực tốt hơn và không làm cái cột ở giữa để làm xấu đi cái sản phẩm ngôi nhà của mình ha. Đó, một cái gian rất là rộng rãi như thế này, có cả nhà vệ sinh chờ sẵn ở đây của chú anh chị nhé. Đó, hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ hết luôn, từ hầm nè, chệt nè, L1, 2, 3, 4, 5 nè, đó đầy đủ hết ha. Rồi phía sau kia, cái khoảng trống kia của chú anh chị kìa, chính là một cái phần của bên đây, khoảng chừng tầm tới đây nè, nửa căn nhà đó, thì sẽ là cái chỗ để mà gia chủ họ làm cái thiết kế cái bể để có thể là chứa nước phòng cháy chữa cháy. Còn bên này thì đang là để trống thôi ha, để mấy cái bồn nước nè. Thì cô chú chị mình về mình hoàn toàn có thể là làm thêm một cái tiểu cảnh ở phía sau kia cũng được, để nhìn từ bên trên xuống ha. Đó. Rồi, bây giờ mình cùng Uyên đi lên trên để có thể là khám phá tiếp khu vực của cái căn lâu đài này ha. Đó. Rồi bây giờ mình cùng lên trên cô chú chị nhé. Đó, thang máy là phải có thẻ như vậy của chú anh chị này. Đó, để có thể là lên. Bây giờ mình cùng đi lên trên tầng cao nhất để xem ở phía bên trên rồi mình đi từ từ xuống ha. Thì cái thang máy này thì mình thấy là chở khoảng chừng được 9 người nè. Đó, chở được 9 người. Chỗ này thì hiện tại là gia chủ đang trong quá trình là vừa ở vừa kinh doanh luôn ha. Dòng tiền cho thuê của cái sản phẩm này một tháng là khoảng chừng tầm 80 triệu của chú anh chị ạ. Đó. Rồi bây giờ đây, rất là sáng, rất là thoáng luôn. Đây sẽ là cái phần sân thượng của tòa lâu đài này của chúng chị nhé. Đây, rất là sáng và rất là thoáng luôn. Trên này thì đây, rộng rãi như thế này. Cô chú chị có thể là nhìn được xung quanh toàn thành phố Biên Hòa từ ở trên đây ha. Đó, bên đây thì mình sẽ có bệnh viện Hoàn Mỹ kìa, rồi mình sẽ có tòa nhà, mình sẽ có khách sạn Aurora, mình nhìn thấy hết toàn bộ của chúng chị nhé. Đó, đối diện mình đây thì mình sẽ có một cái giáo xứ, là giáo xứ Xuân Hòa ha, một giáo xứ rất là lớn kìa. Nhìn đây, cây xanh và trên này rất mát của chúng chị ha. Đó, giáo xứ quá trời lớn luôn, đường nè, đường thông suốt và người dân họ ở kín đây rồi, không còn, hầu như là không còn miếng đất trống đâu hết. Đó, rồi chỗ này thì gia chủ họ có để một cái nhà mát ở đây. Đó, cái này thì Uyên nghĩ là nó phù hợp để kinh doanh nhà hàng khách sạn nè, hoặc là kinh doanh kinh doanh spa nè, đúng rồi, kinh doanh spa, làm một cái thẩm mỹ viện ở chỗ này cũng được ha. Bên trên đây thì gia chủ họ làm cái chỗ mà một cái tung để họ để hệ thống lọc nước, rồi hệ thống thang máy cũng như là hệ thống bu lôi ha. Đó, có cầu thang đi lên như thế này.
Ở đây thì nếu như cô chú anh chị nào mình kinh doanh có nhà vệ sinh luôn nè. Đó. Cô chú anh chị nào mình kinh doanh nhà hàng khách sạn á, thì mình có thể là sử dụng không gian này để làm một quán cà phê nhỏ ở trên cao ha. Giống như những cái loại hình rooftop á, được giới trẻ rất là yêu thích ha. Đó, bây giờ mình cùng đi xuống để khám phá từng tầng ha. Đây, không gian cầu thang bộ thì cũng được làm mà gạch nhám như này, khá là rộng rãi, đi lại thoải mái ha. Đó, có cửa sổ này. Tại vì á là khu này là cái căn của mình là cao nhất rồi nên là hầu như là xung quanh nó đều thoáng hết á, nên là gió nó thổi sẽ rất là mạnh. Đây, đây sẽ là một mặt bằng sàn của chúng chị nhé. Đó, xung quanh gia chủ đều làm cửa đều mở được hết ha. Đó thì hồi xưa gia chủ ở đây thì người ta kinh doanh bên studio áo cưới. Nên là trên này sẽ là cái không gian để làm phim trường á. Đó, một cái phim trường trong nhà. Đây, rất là rộng rãi và sẽ có hai nhà vệ sinh ở sau như thế này của chú chị nhé. Đó, tầng nào cũng sẽ có hai nhà vệ sinh luôn. Đằng trước này thì mình sẽ có một cái ban công này của chú anh chị này. Đó. Một cái ban công. Bên đây là một cái ban công nhỏ, bên đây là một cái ban công nhỏ và giữa là một cái ban công lớn ha. Đó. Cánh cửa gia chủ cũng làm uốn lượn như thế này. Đó. Những cái cột này thì phun đá hết ha. Ở bên trên quý vị có thể nhìn thấy nè. Đá phù điêu nổ rất là đẹp luôn. Đó, hoành tráng ha, phong cách châu Âu. Đó, rồi. Bây giờ nó có nhiều tầng quá nên là cô chú anh chị cùng Nguyên đi nhanh ha. Tại vì thường đa phần là những tầng thì đa phần là trống thôi, chứ cũng không có cái gì nhiều nên là mình đi nhanh để đỡ mất thời gian của cô chú anh chị. Cái này về nếu mà về để kinh doanh hoặc là làm văn phòng hay là làm spa, thẩm mỹ viện thì mình thường phải decor lại thôi ha. Còn nếu mà mình làm phim phim trường hoặc là mình kinh doanh áo cưới studio thì tiếp tục giống như gia chủ thôi ha. Đó, không cần phải sửa sang quá nhiều. Còn các ngành nghề khác thì phải sửa sang lại một chút xíu. Dạ rồi anh, em bé đang bị bệnh rồi. Đây anh chủ. Rồi không gian trên này thì tầng này thì gia chủ sử dụng để làm một cái ngôi nhà nhỏ cho gia đình của mình. Anh chủ sẽ ở không gian này của chúng chị ha. Phía đây, phía trước này thì anh làm không gian phòng ngủ và chỗ thờ ha. Đó, bên trong này thì cũng sẽ có nhà vệ sinh luôn ở khu vực chỗ này. Đó. Bên đây là sẽ có một phòng phòng ngủ ha, một phòng ngủ như thế này. Đó, nhà có mấy bé nhỏ nên là đồ chơi hơi hơi nhiều một xíu. Đó, không gian phòng ngủ nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây cho các con. Có cửa sổ kìa. Đó. Có phòng vệ sinh luôn. Đây. Rồi phía sau đây thì chính là cái không gian của nhà bếp của chú anh chị nhé. Không gian của bếp. Đây, em bật đèn lên cho chú chị mình coi nè. Đó. Một cái bếp nhỏ nhỏ xinh xinh, có tủ bếp trên, tủ bếp dưới và sẽ có cái cửa chớp ở kia kìa, nó để mở ra nấu nướng cho nó thoáng ha, nó để tủ lạnh rồi lò vi sóng thoải mái ha. Một bộ bàn ghế ở đây nữa, đây có một bộ bàn ghế nè, đó rộng rãi, nhà mình có thể là ăn uống ở khu vực này. Một cái phòng ngủ bên này nữa ha, đó một cái phòng ngủ bên này cũng tương đối là rộng rãi, có cả nhà vệ sinh ở bên trong nữa ha, đầy đủ giường tủ như thế này. Đó. Đây, rồi bây giờ mình cùng tiếp tục nhé, khám phá nhanh. Rồi, ở ngoài đây thì anh chủ thiết kế một cái phần ban công ở phía sau nhỏ nhỏ này để làm cái không gian giặt phơi nè. Đó, giặt phơi ha. Rồi, quý chị mình có thể nhìn ở đây, mình thấy nè, gia chủ họ chừa cái phần ở dưới cùng á, nó là cái bể chứa nước mà bên nói, còn ở trên này thì gia chủ để trống như vậy luôn ha. Đó, thì nếu như sau này của chúng chị mình về mình kinh doanh khách sạn thì mình bắt buộc là mình phải làm thêm một cái cầu thang phụ ở phía ngoài nữa đó, để gọi là khách lưu trú lại ấy, thì phải có cái an toàn phòng cháy chữa cháy, thì mình sẽ làm thêm cầu thang bộ ở phía ngoài cũng được nhé. Đó, làm những cái này đua ra hoặc là cầu thang bộ xuống dưới có chỗ luôn, bảo đảm là kinh doanh được thoải mái ha, chuẩn phòng cháy chữa cháy đó. Tại vì thời gian gần đây là bên thấy là phòng cháy chữa cháy rất là nghiêm ngặt luôn, tại vì là có rất là nhiều những cái trường hợp là đáng tiếc về cháy những cái tòa nhà cao tầng ha. Đó, nên là đợt này cũng làm rất là gắt, nên là gia chủ họ cũng đã tính trước rồi, làm rất là tỉ mỉ để có thể là cô chú anh chị mình hoàn toàn thuận lợi cho quá trình là kinh doanh, làm việc và sửa chữa của cái căn nhà này ha. Đó, rồi bây giờ mời cô chú anh chị cùng xuống dưới. Đó, cái cửa sổ đây rất là mát này.
Wow, đứng đây là gió nó thổi muốn bay người luôn. Wow, đây nè, xung quanh nhà mình toàn là nhà lầu thôi cô chú anh chị ạ, rất là đẹp luôn. Đó, toàn là nhà lầu. Khu này là khu một cái khu gọi là cũng khá là văn minh ha, văn minh sạch đẹp của thành phố Biên Hòa đó. Rồi mình cùng xuống khu vực chỗ này. Thì đây sẽ là cái không gian hồi xưa anh chủ để làm việc của chú anh chị nhé. Không gian hồi xưa làm việc á, thì khi mà chụp hình cho khách xong rồi thì về đây làm hình nè. Đó, làm hình hoặc là cắt đồ đó. Rất là nhiều máy tính nè. Wow, một cái tivi rất là lớn ở đây. Một cái màn hình nè, cao hơn cả Uyên nữa ha, màn hình tivi quá là cao luôn. Đây, xung quanh thì cũng có cửa sổ thoáng hết ha, cửa kiếng để hướng ra ngoài. Đó, một không gian làm việc thì nó cũng tương tự như cái phần ở bên trên thôi cô chú chị ha. Xây kín luôn mà để chống suốt. Cái này thì cô chú chị mình về hoàn toàn là có thể là bố trí, thiết kế theo như ý mình mong muốn ha. Cũng sẽ có hai nhà vệ sinh ở đây luôn. Rồi một dàn iMac nè. Đó. Hai nhà vệ sinh. Đó. Và phía sau đây thì gia chủ có ngăn ra là một cái phòng ngủ hoặc là thay đồ cho nhân viên ha. Phía sau đây cũng sẽ là cửa luôn. Mở được nhé, rất là thoáng nè. Đó, hướng ra cái chỗ đường thoát hiểm dự phòng của mình đó cô chú anh chị. Ở gần ngay đây, cách đây khoảng chừng tầm 200m là trường trung học phổ thông Trấn Biên của chú anh chị ạ. Gần đây thôi ha, trường trung học phổ thông Trấn Biên. Còn các trường cấp 2 hoặc là trường cấp 1 thì nhầm vòng đây nhiều lắm. Trường mầm non nhiều lắm, tha hồ con cái mình về đây đi học dễ dàng ha. Rồi những cái tiện ích như là bệnh viện Đồng Nai nè, rồi trung tâm hành chánh nè, rồi trường đại học Đồng Nai, sân vận động Đồng Nai. Quanh quanh đây à, khoảng chừng tầm 500 đến 700m là mình kết nối được hết của chú anh chị ha. Đó. Nói chung là không thiếu một cái gì cả. Từ đây mình cắt ngay ngã tư Amata chỉ có khoảng chừng tầm 1 km đến 1,5 km à. Đó. Wow, đây. Một cung điện váy cưới ở khu vực này ha. Đó. Đó, cô chú thấy không ạ? Rất là nhiều váy cưới như thế này thì không gian này là gia chủ sử dụng để cho cô dâu chú rể có thể là thử đồ nè. Đó. Có những cái phòng, đây phòng thử đồ như thế này. Ha, bên đây thì sẽ là phòng vệ sinh. Đó, đầy đủ nội thất bên trong hết, tại vì gia chủ đang kinh doanh mà. Trong đây thì sẽ là một cái phòng làm việc hoặc là phòng make up gì đó ha ở khu vực này. Đó. Rất là nhiều quần áo cô dâu. Rồi trong đây đó cũng chống suốt như vậy luôn, cô chú anh chị mình về hoàn toàn có thể là làm ha. Đó, không gian thử đồ của tiệm váy cưới đó, rất là nhiều quần áo ha. Đó, cô chú anh chị nào về mình muốn kinh doanh tiếp tục kinh doanh váy cưới thì có thể là gia chủ sẽ sang nhượng lại một cái mức giá rất là tốt cho những cái bộ váy cưới ở đây ha. Đó, không gian thang máy nè, và phía này sẽ là cái không gian thông tầng của chú anh chị nhé. À, không gian thông tầng, nhìn xuống dưới có ba cái đèn chùm rất là lớn và rất là gọi là lung linh ở đây ha, nhìn quá là VIP luôn. Rồi bây giờ mình cùng nhau đi xuống dưới để khám phá nốt cái khu vực ở dưới cùng của chú chị nhé. Từ nãy đến giờ đi cũng leo cầu thang cũng hơi bị nhiều rồi. Một cái tòa lâu đài phải gọi là quá là đồ sộ và rộng lớn. Đây, dưới đây thì chính là cái khu vực sảnh tiếp khách của cái tòa lâu đài này của chú chị ha. Đó, thì như bên chia sẻ từ nãy đến giờ là không gian này gia chủ người ta sử dụng để làm một cái studio áo cưới. Đó nên là đây mình sẽ có một cái chỗ để quầy lễ tân nè. Đó, không gian sảnh chờ cho khách, cái bộ sofa rất lớn đây, bên kia nữa ha. Rồi ở phía này thì mình sẽ có một cái ban công nè, cái cửa chính ở đây bên đứng ha. Đó, hướng ra ngoài có hai cái cầu thang đi ở hai bên nè. Đó. Giờ mình ra đằng sau đi trước ha. Đây, có một cái tấm vách như thế này. À, vách này là vách bằng thạch cao thôi. Cô chú anh chị mình về mình hoàn toàn là nếu mà muốn kinh doanh theo ý mình thì mình phá ra được nhé. Đó, không ảnh hưởng gì đến kết cấu của ngôi nhà hết. Thạch cao hết á. Bật đèn cái này ở đâu ta? Bật cho nó sáng lên cô chú anh chị mình coi cho nó rõ, cho nó đẹp nè. Đèn ở trong, ở đây,
Đó. Wow, một không gian để có thể là thử đồ cũng như là không gian sảnh đời. Và bên đây là sẽ là cái chỗ để make up ha. Rất là nhiều bàn make up như thế này. Cái studio này ấy, cô chú chị, hồi xưa là nó rất là hot ở Biên Hòa luôn, rất là có tiếng luôn á. Đó. Thì không biết là chị Thủy có coi được cái video này của em hay không. Thì chị Thủy đang nhờ em kiếm một cái chỗ để cho chị Thủy mở một cái thẩm mỹ viện cho con. Thì chắc chắn đây video này sẽ là cái sản phẩm này sẽ rất phù hợp cho chị Thủy để có thể là mở cái thẩm mỹ viện ở khu vực này. Đó. Rất là phù hợp luôn, có không gian sảnh chờ, có không gian quầy lễ tân, rồi các tầng thì có thể là mình làm những cái dịch vụ như là phun xăm hay là làm da, làm mụn gì đó, đầy đủ hết ha, đều là thiết kế được các tầng hết. Đó, phía sau đây sẽ là cái không gian của cái bể chứa nước của em nói đó. Đó, rộng rãi, nói chung là một cái sản phẩm rất tuyệt vời, vừa ở vừa kinh doanh, dòng tiền cho thuê 80 triệu trên một tháng. Còn chưa kể là mình về đây mình tự kinh doanh nữa, mình vừa kết hợp ở luôn thì sẽ còn tuyệt vời hơn nữa ha. Đó. Thì cái sản phẩm này của chú anh chị ạ, nó tọa lạc tại ngay phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai của chú anh chị ơi. Nằm cách mặt tiền đường Đồng Khởi là chỉ có 70 mét thôi. Rất là gần luôn của chú anh chị ha. Nằm ngay đối diện của giáo xứ Xuân Hòa, là một trong những cái giáo xứ lớn của thành phố Biên Hòa mình đó cô chú anh chị. Đó. Được thiết kế cái phong cách là cổ điển của hoàng gia châu Âu ha. Đó, từ trên xuống dưới nè, một tầng hầm, mình có 6 tầng nội và mình sẽ có một cái phần tung ha. Đó. Một không gian rất là tuyệt vời như thế này, một căn lâu đài như thế này. Có chiều ngang là 8 mét rưỡi của chú anh chị ạ, và chiều dài là 28 mét, nó hậu ra 10 mét nữa. Đó. Thì theo nhân chủ chia sẻ là hồi xưa cái miếng đất này anh chủ mua với một cái mức giá là 12 tỷ. Và cái phần chi phí để mà xây dựng cái tòa lâu đài này với tổng diện tích sàn là 1.550 mét vuông đó thì đã hết khoảng chừng tầm 13 tỷ, thì trong đó là chưa kể là phòng cháy chữa cháy cũng như là chưa kể đến thang máy của chú chị nhá, đó thêm nữa cũng phải khoảng chừng vài tỷ bạc nữa. Thì hiện tại bây giờ là gia chủ đang chào bán sản phẩm này trong cái thời điểm khó khăn như vậy với một cái mức giá là bao nhiêu của chú chị ơi, 22 tỷ của chú chị nhé, và còn thương lượng mạnh với chính chủ đó. Sản phẩm này thì đã có bản vẽ nè cũng như là đã có giấy xây dựng đầy đủ rồi nên là hoàn toàn là về có thể là hoàn công được của chính chị ha. Đó, đường xá là đi lại rất là tấp nập luôn, đây là một trong những trục đường chính của Tam Hiệp mình đó. Đó thì quý chú chị nào cảm thấy đây là một cái sản phẩm phù hợp với lại cái yêu cầu của mình và gia đình thì hãy nhanh tay liên hệ với em có số điện thoại ở bên góc trái màn hình để có thể là đến đây tham quan trực tiếp cũng như là nhận thêm những thông tin chi tiết của chú chị ha. Đó. Cảm ơn cô chú chị đã đồng hành cùng Nguyên theo một vòng cái tòa lâu đài này, thì rất là mong nhận được cái sự yêu thương và ủng hộ của cô chú chị một cách là cho em xin một cái lượt đăng ký nè, cũng như là cho em một cái lượt like, một cái lượt bình luận để động viên Nguyên một đội nhóm sẽ ra thêm nhiều những video nhà đẹp hơn trong thời gian tới của chú chị ha. Rồi, chúng em bất động sản xin chào và hẹn gặp lại.